Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt, em của mình. Thì hôm nay mình làm video các bạn để thông báo cho các bạn một số thông tin mới nhất từ cái app Sikra trên các bạn nha của ngân hàng hồi giáo Sikra Ben các bạn nha. Đây, thì bạn nào mà chưa đăng ký á thì các bạn hãy lập tức đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên đó. Các bạn sẽ xem một cái video hướng dẫn cách đăng ký và điện mã giới thiệu như thế nào để các bạn được nhận thưởng là 4 xích ra coi các bạn nha nói chung là như vậy thì cái mã giới thiệu của mình là lý việt mmo a gmail com các bạn nha thì mã giới thiệu là cái email ha chứ không phải là một cái mã bất kỳ các bạn nha cho nên nó rất là dễ nhớ rồi thì bây giờ các bạn hãy đi vào cái app xích ra che này các bạn thì khi mà các bạn đăng ký vào á các bạn nhớ mỗi ngày 24 giờ các bạn bật cái nút màu xanh chỗ này nè ha các bạn để ý ở đây có cái thời gian nó nhảy á. khi mà nó thời gian nó hết nhảy rồi á thì nó sẽ có nút màu xanh giống như thế này các bạn các bạn như kích vào để cho nó nhận ha mỗi lần một ngày các bạn kích một lần các bạn sẽ được nhận 2 SB các bạn nha đây thì uh, tài khoản này á, của người nhà mình được đã đào được 82 SB các bạn ha và khi mà các bạn đăng ký rồi á các bạn sẽ xem kỹ cái video về hướng dẫn đăng ký nha để cách điền mã giới thiệu vào các bạn nha để nhận 4 4 SP các bạn nha. Thì cách điền là các bạn đi vào cái cái hình đó đó. Rồi các bạn sẽ thấy cái nút là add referral vô á, thì các bạn điền cái email mình vào nha. Trong cái video hướng dẫn đăng ký rất là kỹ mình làm rất là chi tiết chỗ đó cho nên các bạn xem kỹ nha. Nếu như các bạn không có không có điền vào á, sau này không có kết nối vòng tròn rồi cái circle vân vân nói chung là nhiều thứ lắm. Nên là hãy điền vô các bạn nha. Và khi các bạn làm xong cái tài khoản các bạn nhớ KYC luôn ha. Khi mà các bạn chưa KYC nó có cái nút là not còn phim các bạn nha. Còn khi các bạn KYC rồi nó sẽ chữ là còn phim ha. Đó, như thế này là KYC rồi đó các bạn. Thì KYC rồi á thì mới được nhận nha. Có nghĩa là sau này á, khi mà nó manage thì các bạn mới được nhận cái SP này. Còn không á là sau này nó sẽ đốt các bạn nha. Những tài khoản nào không KYC sẽ bị đốt các bạn nha. Thì mình cũng để để cái video hướng dẫn cách KYC ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên luôn các bạn nhìn ở trong đó các bạn sẽ thấy hai video ngay thôi các bạn xem và các bạn làm cho được các bạn nha nhớ làm được nếu các bạn làm tốt thì mình nghĩ là trong vòng khoảng 5 phút là nó duyệt các bạn các bạn nên chọn căn cứ công dân nha các bạn KYC đó dễ nhất rồi cái đó là một số cái lưu ý nha các bạn nha và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về một số thông tin mới nhất và cách tạo ví các bạn nha Đây các bạn thông tin mới nhất đây ha à, Thông tin này được cập nhật bởi các bạn Phượng Đỗ trên Facebook nha Tại vì mình có chụp lại cái 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 phần bạn này tóm tắt lại các bạn nha Tại mình không có thời gian tìm hiểu qua cho nên là mình lấy trên các bạn Facebook luôn Rồi thì các bạn xem là tóm tắt nè Quá trình tạo ví Sikra hình 1 đến 6 Thì các bạn có để hình nhưng mà mình thì mình không có để hình Thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho nên là các bạn xem video là các bạn làm theo được nha Kết quả sau khi tạo ví và các công việc tiếp theo của xích ra tim hình 78 Hình thì các bạn không quan tâm nha mình sẽ hướng dẫn các bạn Một số thông tin khác Một là di chuyển SB là xích ra Sang nền tảng mới Tức là hiện bây giờ các bạn đào cái này đây chính là xích ra thôi các bạn nhé Chưa phải là xích ra đó Thì chỉ là cái điểm của xích ra thôi Sang nền tảng mới dự kiến trong 1 đến 2 tuần tới thì khi nào mà có thông tin mới nhất á, di chuyển về SP này á, thì mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn nha Còn bây giờ là các bạn nên tạo ví số 2 trên nền tảng mới đồng xu có tên gọi là ST tức là xích ra thốc mã thông báo xích ra à, nó sẽ chuyển sang lại ST ha sau khi duyệt KYC xác minh B2B <laughs> và tính giá sẽ chính thức chuyển từ ST sang SC tức là xích ra coi tiền xích ra và từ đây người dùng có thể tùy nghĩ tùy nghĩ sử dụng. 4. Đây là coi phát hành bởi ngân hàng, họ ấn định giá và công bố xem hình 8. Hình 8 này, hình này các bạn không quan tâm ha. Quan điểm cá nhân, giá dự kiến là 4 đô, giá thấp nhất là 1 đô. Đây là quan điểm cá nhân của bạn đó nha. <laughs> Chúc anh chị em đã kiên trì hôm nay, Sitraben là một ngân hàng thú vị. Để mình xem cái hình của cái số 8 này mình cho các bạn xem nha. đây là các bạn đó các bạn xem cái uh, một số cái nhiệm vụ ha của cái uh, team xích ra các bạn đó thì tạo ví ăn tính toán gì đó sự kiện rồi đó vân vân rồi uh, sau đó là b2b xác thực b2b và cuối cùng là tính toán giá ha giá này là do ngân hàng họ quyết định các bạn chứ chúng ta không có dựa vào cái cộng đồng nên là chúng ta cũng chờ xem ha có nghĩa là họ ra dựa trên ngân sách hay gì đó thì họ mới quyết định được cái này nói chung là mình nghĩ là nó cũng không thấp đâu các bạn nó cũng phải là 5 đô đó ít nhất là 5 đô mình nghĩ là như vậy ha hy vọng là nó tốt được được như thế thì các bạn cũng cũng ngon nhưng mà vấn đề các bạn vấn đề là từ cái SP này mà ra nó thành SC tức là xích ra coi thì là nó giảm tỷ lệ bao nhiêu thôi ví dụ đây mình có 82 con ha mà chẳng hạn như đấy tỷ lệ 11 thì không nói nhưng mà nó chuyển qua còn cái tỷ lệ là là 10 thì có nghĩa là có 8,2 con thì khác nữa các bạn nha nên là chúng ta phải chờ đợi cái 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 tỷ lệ chuyển đổi như thế nào <laughs> ở đây chưa thấy công bố ha rồi bây giờ nhiệm vụ quan trọng là chúng ta tạo ví các bạn tạo ví bây giờ để tạo ví các bạn hãy đi vào chrome giúp mình hoặc là bất kỳ trình duyệt nào các bạn gọi vào cho mình là xích ra chen com các bạn nhé xích ra chen xích nè xích nè ra chen com các bạn ghi cho đúng các bạn nha hoặc là các bạn sợ cũng được từ xích là s i chữ g rồi chữ r chữ a nha rồi chữ chen thì các bạn viết là c h a y ngắn n rồi chấm cơm các bạn nha mình đọc như vậy rồi mà các bạn viết sai đó thì nó không có vào được đâu rồi trang này chờ xíu các bạn đó rồi khi mà các bạn đi vào á các bạn chờ xuống đây mình đăng nhập cho các bạn xem nha khi mà các bạn bấm vào cái chữ xích ra chen thì nó ra như thế này các bạn các bạn bấm vào login with KWC bọt giúp mình nha đó, Bấm vào đây Rồi sau đó các bạn sẽ Làm gì tiếp theo các bạn Các bạn hãy đăng nhập nha Các bạn dùng email các bạn đăng nhập vào đây Được chưa Email và mật khẩu Còn nếu mà các bạn nhớ email và quên mật khẩu thì Chúng ta chọn quên mật khẩu để Chúng ta khôi phục lại các bạn nha Rồi tạm thời mình ngưng để mình làm cho các bạn xem Rồi các bạn Khi mà các bạn đăng nhập bằng email mật khẩu nó sẽ vào cái bước này các bạn đó chúng ta sẽ thấy nha đây là tài khoản của người nhà mình các bạn. Đó, email ha. Có email và cái uh, cái mật uh, email là mã giới thiệu ha và cái ID luôn. Rồi, các bạn lướt xuống dưới các bạn sẽ thấy nè. Ở đây sẽ có chữ wallet nè. Ha các bạn click vào đây cho mình. Rồi, sau đó các bạn thấy đây ở đây mình tạo ba cái luôn các bạn, không biết tại sao nó nhiều nó tạo hỏi máy luôn á. Đó. đó thì ở đây đến đây các bạn chưa thấy các bạn kích vào chữ create wallet giúp mình nha đó thì các bạn sẽ 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 qua cái bước này ha rồi sau đó các bạn bấm vào đây thì á, cái bước đầu tiên là create new collect các bạn có nghĩa là recommend recommend có nghĩa là recommend có nghĩa là cái đây nó nói là có nghĩa là khuyến khích còn ở đây là các bạn sử dụng ví metamask ha thì à, tốt nhất là các bạn nên sử dụng cái bước này nè ha tạo ví mới ha bấm vào đây rồi sau đó các bạn tạo bấm tạo ví các bạn bấm tạo ví nha đó, à, thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây mình tạo bốn cái ví luôn các bạn, không hiểu tại sao nó ra nhiều như thế này nhưng mà uh, chúng ta cứ làm như vậy trước đi. Rồi sau này á uh, thì uh, có thể là chắc sau này họ hoàn thiện thì có sẽ bước là xóa bớt các bạn. Và để một một cái ví thôi ha. Đó thì uh, các bạn uh, để ý các bạn làm các bạn nha, thì cách tạo ví như vậy thôi. Làm xong rồi các bạn. Tại vì các bạn ở đây thấy có cái mục uh, có cái mục nè, gì còn 4 giờ nó không biết cái gì đây. 3 giờ 59 phút 37 giây à, đó là bật đào các bạn. Bật để đào ha này các bạn quay lại cái app, ô oh, cái này khác các bạn, cái này nó có 56 phút nó thôi. vậy thì kính vậy thì thời gian là gì đây? đó thì mình hiện bây giờ mình cũng chưa có hiểu được thời gian là nói cái gì các bạn nhưng mà thôi thì cứ xem video mà tạo trước được các bạn ha, tạo trước cho nó an toàn các bạn nha, rồi. À, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh youtube của mình. Sau đó bật cái chuông thông báo các bạn. Để khi nào có những thông tin mới nhất cập nhật thì các bạn nắm được các bạn nha. Thì có một thông tin nữa các bạn. Một thông tin nữa mà mình xem của một cái người nước ngoài họ họ đăng. Họ đăng nhưng mà thông tin này chưa có chính xác các bạn nha. Có thể tham khảo là họ nói là ngày 4 tháng 1 năm 2024 thì chính thức mainnet về Citra Band này cho nên là mình mình suy nghĩ á, nếu mà cái khối lượng công việc mà như thế này á các bạn xem là vừa chuyển sang SB rồi từ SB chuyển sang ST rồi từ ST chuyển sang SC rồi định giá rồi mới quyết định giá rồi uh, xác thực B vân vân thì á, cái điều này là cái công việc đã nhiều đó các bạn cho nên là mình nghĩ là từ đây tới khoảng thời gian đó là cũng chính xác đó có nghĩa là ngày 4 tháng 1 2024 các bạn nha hy vọng là như vậy cái này không tin không chính xác nha cái này chúng ta tham khảo được rồi nhưng mà mình nghe cái thông tin như vậy thì mình cũng đoán định được gần như vậy không thể trong năm nay được các bạn bởi vì là là khối lượng công việc nhiều lắm ha rồi nếu như các bạn mà chưa đăng ký thì các bạn hãy lập tức đi vào mô tả video đăng ký các bạn mãi thiệu của mình là lý việt gmail com các bạn nha mình có để rất là rõ ràng trong bình luận đầu tiên hoặc là mô tả video á các bạn xem và các bạn các bạn điền cho các bạn nha tranh thủ làm đấy các bạn và hãy nhớ kyc nếu các bạn không kyc thì tài khoản của bạn sẽ bị đốt nha phải nhớ kyc khi nào nó ra chữ còn phim có chữ ED sau lưng là được các bạn nhé đã, đã xác thực đấy Là ok nha Rồi cảm ơn các bạn đã xem video Rồi xin chào và hẹn các bạn lại lần sau